thử trà cùng Mai nhé. Trà được pha đặc sản của làng gốm chính là trà hạt hoa nước hoa sói, và hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức món trà nước hoa sói trong cái chén do chính nghệ nhân của làng gốm làm. Đây là chén rất là độc đáo, kiểu dáng này thì chắc là ít khi các bạn được thấy ở ngoài, nhưng khi đến đài các bạn sẽ được chiêm ngưỡng và đến với không gian của ngôi nhà ký ức của mình. Đây là nhà bác chàng tôi còn nhớ đúng không? Đúng rồi chị ạ. Thơm quá. Ok xong.